Thỏa thuận gì chứ? Không phải chỉ là giao súng sau 3 ngày sao? Trịnh lão đại, tôi mang súng và đạn dược đến đây cho cậu. Người đâu? Mau kéo súng và đạn dược ra đây. Trịnh lão đại, mời xem. Súng và đạn dược, tôi đều đem ra hết. Hoa Quốc Cường, đây là tất cả súng của trại ông. Tất cả đều ở đây. Nếu Trịnh lão đại không tin, cậu có thể vào trại của tôi lục soát. Chỉ cần lục ra một viên đạn, Hoa Quốc Cường tôi tùy cậu giải quyết. Hoa Quốc Cường, tôi cảnh cáo ông, tốt nhất ông đừng giỡn mặt với tôi. Nếu để tôi biết trại của ông còn một khẩu súng nào, tôi sẽ đưa ông xuống mồ. Trời ơi, sao tôi có thể làm vậy chứ? Tôi chỉ hy vọng huyện trưởng Hồ sẽ đối xử công bằng, đừng bạc đãi hoa trại của tôi là được. Điều này ông yên tâm. Trịnh mặt dỗ tôi, nói là làm. Tôi tin cậu. Đem súng về. Vâng, đợi đã. Mang súng về xong, nhớ trả lại xe cho tôi. Tôi còn phải dùng nữa. Mời, xin mời. Kéo về. Phía sau đi nhanh lên. Cha, cái thằng này, con muốn làm gì vậy? Cha nuôi, cha không biết đâu. Người đó là Trịnh Mặt Dỗ chứ gì. Sao cha không biết chứ? Là, hắn là kẻ thù của nhà chúng ta. Con muốn làm gì vậy? Con muốn ám sát hắn ta đúng không? Chỉ dựa vào con sao? Con chưa đến gần hắn ta, con đã bị hắn bắn thành tổ ong. Cha nuôi, im miệng. Thằng ngốc này, về với cha. Có về không? Nhưng mà nhanh lên. Tứ gia, tôi đã gom hết súng của hoa trại. Hoa Quốc Cường không phản kháng sao? Không. Lần trước đã nể mặt ông ta rồi, cho nên lần này, khi ông già đó gặp tôi, lập tức mở cổng trại, sau đó giao hết súng cho tôi. Cái ông già này cũng biết điều đó. Trịnh đại đương gia, cậu lại lập công nữa rồi. Tứ gia quá khen, cậu vẫn đang bị thương. Cậu mau về phủ nghỉ ngơi đi. Vâng, tứ gia. Người từng trải như Hoa Quốc Cường, có gì chưa từng gặp chứ? Sao lại ngoan ngoãn giao súng cho tôi? Văn Bảo, cậu thấy sao? Trong trại không còn lính, cũng không còn súng. Nhưng người thực sự có thể an phận sao? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trà phải uống từ từ mới ngon. Người phải quan sát kỹ mới biết. Tôi, cái đồ vô dụng, cô muốn hại tôi sao? Mạnh tay như vậy. Trịnh Mặt Dỗ, nếu anh mà rơi vào tay tôi chắc chắn sẽ xử đẹp anh.
Hồ Tứ Lang ơi, Hồ Tứ Lang, tôi đã đi theo ngài từ nhỏ. Ngài bảo tôi làm gì, tôi làm cái đó. Những việc tốt thì ngài làm hết, còn những việc xấu thì bắt tôi làm. Tôi như một con cờ hó. Có khi trong mắt của ngài, tôi còn không bằng một con cờ hó. Qua cầu rút ván. Triệu gia, tôi sai rồi. Khóc gì mà khóc, tôi còn chưa qua đời mà. Đường bộ bây giờ đã không đi được. Lần sau chúng ta sẽ đi đường thủy. Rõ. Tổn thất lần trước đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Bây giờ vận chuyển bằng đường bộ rất nguy hiểm, nên lần vận chuyển bằng đường thủy này nhất định phải thành công. Vâng, xin ngài Lục yên tâm. Trại chủ, Long đại ca đến rồi. Cậu lui xuống đi. Dì Lam, dì tìm tôi có chuyện gì sao? Tên cáo giả Lục Chính Minh này cuối cùng cũng xuất hàng. Đi đường thủy. Đúng. Người của hắn hai ngày nay thường xuyên ra vào bến tàu, nhưng không xuất hàng. Xem ra lần này hắn rất cẩn thận. Con cáo giả này cuối cùng cũng chịu thò đầu ra được. Vậy chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã thương lượng, chặn đường thủy của hắn. Như vậy dì sẽ là con đường duy nhất của hắn ta. Anh xem, thuyền cháy rồi. Vô dụng, một đám vô dụng. Xin lỗi ngài. Phi Hổ, tôi đã nghe nói hàng của Lục Chính Minh bị đốt. Bây giờ mọi người đều đang nói về chuyện này. Đúng vậy, đường bộ và đường thủy của hắn đều bị chúng ta chặn hết. Bây giờ là lúc tôi xuất hiện trước mặt hắn ta. Cậu không tính nói chuyện này với Long Thiên sao? Tạm thời giữ bí mật đi. Càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Nó liên quan đến tính mạng của dì. Tôi không muốn dì xảy ra chuyện. Cậu thật sự lo cho tôi. Vào trong thông báo, tôi muốn gặp Lục Chính Minh. Xin đợi tôi một chút. Tiểu Minh, nhanh lên. Đẩy vào đi. Phi Hổ, về rồi hả? Tình hình ở Long Thành thế nào? Súng của các trại đều bị Hồ Tứ Lang lấy hết. Những khẩu súng đó đều được đưa vào kho vũ khí của đội bảo an. Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy họ để vào trong đó. Là Lý Tín phụ trách đăng ký và kiểm tra. Lý Tín, đúng. Sau khi Hồ Tứ Lang lên chức đại đội trưởng đội bảo an, liền cho Lý Tín phục chức. Tình hình của cậu ta thế nào? Hắn hả? Chỉ là một tên nghiện nha phiến. Nhưng mà tôi nghe nói hắn làm lại chức vụ cũ, hình như liên quan đến Trương Thiên Phát. Xem ra tôi phải đến Long Thành một chuyến. Anh muốn vào Long Thành? Làm trại chủ ghé thăm phủ tôi, thật khiến tôi cảm thấy vinh dự và bất ngờ. Mời Lam trại chủ. Lam trại chủ, không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn làm ăn với anh. Tôi muốn tiếp quản công việc của Thất Què, giúp anh vận chuyển nha phiến. Lam trại chủ, bây giờ thời thế hỗn loạn, vận chuyển bằng đường bộ và đường thủy đều không an toàn, nên tôi mới muốn làm ăn với anh. Nhưng mà tiền vận chuyển phải gấp đôi.
làm trại chủ, rất thẳng thắn. Nhưng mà muốn hơi nhiều. Nếu ai cũng có thể làm được, Lam Phượng Hoàng tôi cũng không cần đích thân đến đây, để khỏi ảnh hưởng đến danh tiếng của Phượng Hoàng trại. Không giấu Lam trại chủ, Lục Chính Minh tôi cũng đang tìm kiếm một đối tác phù hợp. Tiền vận chuyển có thể bàn bạc, nhưng Lam trại chủ, cô phải nói cho tôi biết, cô làm thế nào để đảm bảo hàng hóa của tôi được an toàn. Anh Lục, anh đừng quên Lam Phương Hoàng tôi kinh doanh gì? Sòng bạc. Mọi người đều phải kính trọng Lam Phượng Hoàng tôi. Cô nói đúng. Được. Tôi đồng ý. Được. Cáo từ. Lam Phượng Hoàng, chúng ta thỏa thuận như thế nhé. Cô hãy về trại chờ tin tôi. Mời đi lối này. Lam trại chủ, truyền lệnh của đại đội trưởng Hồ đội bảo an, hôm nay ai vào thành đều phải kiểm tra. Nếu những người nào có đem theo vũ khí như súng săn, dao săn đều phải giao cho chúng tôi, nếu không sẽ tiến hành bắt giữ. Phượng Hoàng, có thấy Phi Hổ không? Không phải đi cùng với anh sao? Không có. Họ nói Phi Hổ đến Long Thành. Vào Long Thành. Cậu ấy cũng to gan thật. Bây giờ Long Thành đang cấm súng, khắp nơi đều là người của đội bảo an. Đúng đó, Phi Hổ còn đến một mình nữa. Tôi đang lo cho Phi Hổ. Trại chủ, xe để Lục Chính Minh vận chuyển đã chuẩn bị xong. Tốt lắm, báo với các anh em, sáng mai sẽ đến nhà họ Lục lấy hàng. Vâng. Phượng Hoàng, cô muốn vận chuyển hàng dùng Lục Chính Minh. Đúng. Cô biết hắn ta vận chuyển hàng gì không? Là nha phiến. Tất nhiên là tôi biết. Vậy tại sao lại vận chuyển dùng hắn? Cô biết nha phiến đã hại bao nhiêu người mà. Anh không hiểu đâu. Nếu anh muốn biết tại sao, chờ Phi Hổ về, anh tự đi hỏi cậu ấy đi. Lam Phượng Hoàng, cô vốn dĩ là muốn giấu Phi Hổ. Có phải cô muốn nhân cơ hội trả thù cho nhà họ Long chúng tôi, để kiếm những đồng tiền dơ bẩn này, đúng không? Long Thiên, anh có biết anh đang ở đâu, đang nói chuyện với ai không? Chuyện của Lam Phượng Hoàng tôi không tới lượt anh chỉ trỏ. Nhưng mà làm cái gì cũng phải có lương tâm một chút. Người đâu? Dạ có. Tiễn khách. Mời. Lam Phượng Hoàng, thì ra cô là một người tham tiền phụ nghĩa. Coi như tôi có mắt như mù. Đi đi, tôi đã nhìn sai cô. Đi. Đứng lại. Cái gì đây? Dứa tôi mới hái. Để xuống. Đổ ra để tôi kiểm tra.
Trưởng quan, đồ đổ xuống đất thì sao mà bán được nữa? Câm miệng, bảo gì thì làm nấy đi, nhanh lên. Dứa của tôi, các anh cẩn thận. Đi thôi. Anh họ, ai đó? Long. Anh đừng căng thẳng, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi rất nhớ anh họ. Có phải chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện, uống miếng trà không? Đúng. Anh mau nói với các anh em đi. Các anh em, về doanh trại trước đi. Tôi đi uống trà với em họ của tôi. Vâng. Đi nào. Đại đội trưởng Long, anh vẫn còn sống sao? Cậu không muốn tôi sống sao? Không có, tôi rất muốn anh sống. Cậu nói cho tôi biết, bây giờ đội bảo an thế nào? Dạ, mọi chuyện là như vậy. Tên khốn Hổ Tứ Lang đã trở thành đại đội trưởng. Trương Thiên Phát và Lý Tín thì là đại đội phó, có nghĩa là trong một đội có hai đại đội phó. Đáng lẽ ra, Trương Thiên Phát mới là đại đội phó thực sự. Thằng Lý Tín đó chỉ là con cờ của Hổ Tứ Lang. Bây giờ Trương Thiên Phát đóng quân ở ngoài thành, còn Lý Tín thì ở trong Long Thành. Đúng rồi, hai ngày nữa, khoảng hai ngày nữa, sau khi họ huấn luyện xong, đại đội phó Trương cũng sẽ về thành. Khi nào họ về? Khoảng hai ngày nữa. Đại đội trưởng Long, anh có gì? Anh cứ sai bảo tôi. Anh đừng lấy súng của tôi. Vũ khí mà mấy người đem về, để ở đâu? Kho vũ khí của đội bảo an. Đại đội trưởng Long, không lẽ anh muốn đi cướp vũ khí? Tôi sẽ làm nội gián cho anh. Bây giờ, mọi người trong đội đều mong anh trở về. Ai cũng nói anh đã qua đời ở Dụ Thành, nhưng tôi không tin. Thật không? Thật. Nhưng tôi nghe nói, cậu và Trương Thiên Phát rất thân thiết. Cậu sẽ giúp tôi sao? Đại đội trưởng Long, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Các người sát hại cả nhà Trịnh Mặt Dỗ, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha cho. Cái này cũng là hiểu lầm sao? Cha tôi, em trai và em gái tôi, họ đều qua đời. Cái này cũng là hiểu lầm sao? Đại đội trưởng Long, đều do Trương Thiên Phát làm, tôi không biết gì hết. Tiểu Trí, cậu xếp xong hàng chưa? Xong rồi. Các anh em, mọi người nghe đây. Chúng ta vận chuyển hàng cho Lục Chính Minh. Lục Chính Minh này rất xảo quyệt. Số hàng này chắc chắn có vấn đề. Nhưng vì lợi ích kinh doanh sau này của chúng ta không được có sai sót nào. Chúng ta nhất định phải giao hàng đến nơi. Mọi người nghe đây. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Hàng hóa quan trọng hơn tính mạng. Vâng. Đại đội phó Lý, ngài đừng dùng nha phiến nữa.
Long Phi Hổ muốn thông qua thử nghiệm này để kiểm tra xem đại đội phó Lý Tín có còn là người anh em đáng tin cậy như trước không. Phi Hổ vẫn chưa về sao? Chưa. Tiêu rồi. Có chuyện rồi. Sao vậy? Cũng không có gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có chuyện gì vậy? Chú có nói không? Tôi nói Lam Phượng Hoàng giúp Lục Chính Minh vận chuyển nha phiến. Tôi nói mà, tại sao dì ta lại nhiệt tình với Phi Hổ như vậy, còn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta? Thì ra dì ta muốn làm như vậy. Đúng vậy. Người đàn bà kia đúng là nham hiểm. Năm đó nhà họ Long chúng tôi suýt bị diệt môn, cô ta cũng không ra tay cứu giúp. Tôi sợ cô ta sẽ thông đồng với Lục Chính Minh, hại Phi Hổ. Tôi sẽ không để dì ta lợi dụng Phi Hổ, càng không để dì ta lừa gạt anh ấy. Có biết khi nào dì ta chuyển hàng không? Sáng ngày mai. Được. Sáng mai chúng ta sẽ đi cướp hàng. Đúng. Đi nào. Mọi người đừng đi. Bình tĩnh lại. Có chuyện gì? Đợi Phi Hổ về rồi nói. Không cần. Chuyện này do tôi quyết định. Trại chủ, tôi nghe nói Lục Chính Minh buôn bán nha phiến. Đúng. Nhưng sao chúng ta lại giúp hắn vận chuyển hàng? Chúng ta không làm, chắc chắn sẽ có người khác làm. Nếu như bị người dân Long Thành biết được, chúng ta không phải sẽ thành đồng phạm sao? Lúc đó dân chúng sẽ mắng chửi chúng ta, không thẹn với lương tâm là được. Các anh em ơi, trông chừng cho kỹ. Con đường này thường xuyên có thổ phỉ xuất hiện. Mọi người phải nâng cao cảnh giác. Trại chủ yên tâm. Sao chỉ có mình em, mấy người kia đâu? Anh Phi Hổ, cuối cùng anh cũng về. Có chuyện gì vậy? Mọi người đi cướp hàng của Lam Phượng Hoàng rồi. Cướp hàng của Lam Phượng Hoàng, đúng. Tối qua em nghe cha nuôi và chị Khánh Ngân nói, Lam Phượng Hoàng đang vận chuyển hàng cho Lục Chính Minh. Chị Khánh Ngân sợ anh bị gạt, nên sáng sớm đã cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Tiêu rồi. Họ xuất phát từ khi nào? Mới đây thôi. Được, anh biết rồi. Anh đi tìm họ đây. Anh Phi Hổ. Đây là hàng của Lục Chính Minh phải không? Vậy thì sao? Tôi tưởng cô là một người nghĩa hiệp, không ngờ cô lại làm những chuyện bẩn thỉu như vậy. Tại sao tôi phải nói cho cô biết tôi là như thế nào? Tránh ra. Đừng trì hoãn công việc của tôi. Nếu cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ không để cô đi đâu. Được. Vậy tôi phải xem cô có bản lĩnh này không. Cô hay lắm. Đưa đào đây.
tôi là Phi Hổ. Dì Lam, hàng có vấn đề. Tránh ra. Lục Chính Minh, anh hay lắm. Về thôi. Đến nhà họ Lục với tôi. Anh Lục, hàng của anh đều ở đây hết, không thiếu một món nào. Tạm biệt. Làm trại chủ, cô đừng đi. Nếu anh không tin tưởng tôi cũng sẽ không làm ăn với anh. Làm trại chủ, xin cô đừng tức giận. Làm trại chủ, mời cô ngồi. Uống ngụm trà, cho bình tĩnh lại đi. Mời cô. Làm trại chủ, xin hãy tha thứ cho tôi. Không phải tôi không tin cô. Cô cũng biết mà. Tôi đã bị mất hàng rất nhiều lần. Tôi đã tổn thất rất nhiều. Dù sao, tôi và Làm trại chủ cũng là lần đầu tiên hợp tác. Tôi không yên tâm lắm, nên đã lập ra kế hoạch này. Nhưng mà Làm trại chủ có thể yên tâm. Trước lạ sau quen, hai chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là lòng tin. Anh tin tưởng tôi thì chúng ta hợp tác với nhau. Nếu anh không tin tôi thì hai chúng ta khỏi hợp tác nữa. Sau này cũng đừng đến tìm tôi. Cô nói rất đúng. Làm trại chủ, hôm nay cô trả lại tất cả hàng cho tôi. Lục Chính Minh, tôi khâm phục cô. Nếu Làm trại chủ nghĩa hiệp như vậy, tôi cũng tuyệt đối không phải là tiểu nhân. Từ nay về sau, tất cả hàng của Lục Chính Minh tôi đều do Làm trại chủ vận chuyển. Tiền vận chuyển tôi tăng thêm 20%. Được. Vậy thì cảm ơn anh. Các anh em, chúng ta về. Anh Phi Hổ, cuối cùng mọi người cũng về. Đừng quay đầu, hình như chúng ta đang bị theo dõi. Khánh Ngân, cô dẫn Tiểu Minh chạy đi, nhanh lên. Các anh em, đốt lửa lên.
rút lui. Chuyện này cũng tại Lam Phượng Hoàng, nham hiểm hung hăng. Khi tôi hỏi, cô ấy không chịu nói, ai biết đó là kế hoạch của hai người. Đúng, hai người thương lượng xong, cũng không nói chúng tôi một tiếng, to gan. Mấy người tưởng mình là ai hả, thổ phỉ hả? Mấy người làm hỏng việc của chúng tôi. Mấy người có biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu công sức để Lam Phượng Hoàng xâm nhập vào nội bộ của Lục Chính Minh? Các người làm thế sẽ khiến dì ấy gặp nguy hiểm. Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì người nào chịu trách nhiệm đây? Phi Hổ, tôi xin lỗi. Là do tôi quá liều lĩnh. Thật ra trong lòng tôi cũng rất hối hận. Chuyện này không liên quan đến mọi người. Chuyện này là lỗi của tôi. Được rồi. Mọi người nhớ rằng, sau này, bất kể là chuyện gì, chúng ta cũng phải thương lượng với nhau. Mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi đi tìm Lam Phượng Hoàng. Phi Hổ, muộn như vậy rồi, cháu còn đi đâu nữa? Cháu định vào Long Thành tìm dì Lam. Nhờ dì ấy tìm chỗ ở cho các anh em. Vào Long Thành. Đúng. Bây giờ thuộc hạ của Lục Chính Minh đã phát hiện hang động của bọn cháu. Cháu nghĩ Hồ Tứ Lang cũng sẽ sớm biết được. Cháu đang ở hoa trại. Cháu không muốn bại lộ sớm như vậy. Bây giờ Long Thành rất nguy hiểm. Thực ra, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Cũng đúng. Nơi càng hỗn loạn thì càng dễ hành động và ẩn nấp. Hoa lão tiền bối, chuyện kia đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ cháu ra lệnh thôi. Người của chú cũng sẽ nghe theo cháu. Vài ngày nữa, thứ đó sẽ vào Long Thành. Được. Cảm ơn chú. Vậy cháu đi đây. Cháu chú ý an toàn nhé. Vâng. Họ là những ai? Tôi cũng không biết. Mười mấy người sinh sống trong hang động đó. Bọn họ đâu? Qua đời hết rồi. Chúng tôi đã ném bom vào hang động đó. Qua đời hết rồi. Vâng. Tôi e là không đơn giản như vậy đâu. Tôi luôn cảm thấy trong Long Thành này có người đang chống đối chúng ta. Không lẽ là do tôi quá đa nghi sao? Tứ gia, không còn sớm nữa. Ngài mau nghỉ ngơi đi. Gần đây có tin tức gì của Phương Thảo không? Không có. Kể từ lần gặp nhau ở quán trà, tôi đã không gặp cô ấy nữa. Lục Chính Minh đã nhốt cô ấy trong nhà. Hắn muốn uy hiếp tôi. Tứ gia, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Lục Chính Minh này rất là lợi hại. Bây giờ chúng ta không thể thắng được hắn đâu. Chúng ta phải chờ thời cơ thích hợp. Tương lai còn dài lắm mà.
Mời. Đi thôi. Dì Lam, vết thương của dì thế nào? Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì to tát cả. Là do Khánh Ngân vô tri, xin dì Lam tha thứ cho Khánh Ngân. Phượng Hoàng, chuyện này là do tôi mà ra. Tôi sai rồi, xin cô đừng để bụng. Được rồi, tôi còn phải cảm ơn mọi người nữa. Mọi người cướp hàng của tôi, làm tôi phải diễn theo mọi người. Bây giờ con cáo già Lục Chính Minh này đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Dì Lam rộng lượng như vậy, xin hãy nhận tôi một lại. Được rồi, cô không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu mọi người đều đã vào Long Thành, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Chỗ này rất an toàn, mọi người yên tâm đi. Phía trên là sòng bạc, phía dưới còn có một đường hầm nữa. Sau này Long Thành sẽ là thiên hạ của mọi người đó. Dì Lam, ơn nghĩa lần này tôi không biết phải trả như thế nào. Ngài Lục, xem ra Hồ Tứ Lăng lần này đã hạ quyết tâm rồi, sẽ để Trịnh Mặt Dỗ tiếp quản công việc vận chuyển của ngài. Tôi nghĩ ngài nên lập kế hoạch đề phòng. Tôi biết rồi, cảm ơn tiểu đội trưởng đã nhắc nhở. Tôi không thể ở đây quá lâu, xin cáo từ. Được, mời cậu. Cái đồ phản bội. Huyện trưởng Hồ nhiều ngày không gặp Phương Thảo, trong lòng có chút sốt ruột. Để Hồ Tứ Lang sốt ruột cũng được. Cậu về nói với Hồ Tứ Lang, cậu nói là Phương Thảo đang sống tốt ở nhà anh họ, bảo anh ấy có thể yên tâm. Được, tạm biệt, cậu đi thong thả. Phương Thảo thế nào? Không nói gì hết. Sao hắn ta lại đến đây? Hắn ta đến đây để truyền lời cho Hồ Tứ Lang. Hồ Tứ Lang muốn gặp Phương Thảo. Người đang ở trong tay chúng ta, gặp được hay không là do tôi quyết định. Cô ta đang làm gì? Vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi. Cô ta sẽ sớm nhận ra mình đang có thai. Tôi nghĩ ngài nên lên kế hoạch càng sớm càng tốt. Đừng vội. Tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện này với Hồ Tứ Lang. Cứ đợi đi. Mục đích của chúng ta không chỉ là kinh doanh nha phiến. Phi Hổ, nhìn vẻ bên ngoài, các anh em của cậu có chút ngu ngốc, nhưng thực chất ai ai cũng rất can đảm. Đặc biệt là cái con bé đó, tính cách rất bướng bỉnh mạnh mẽ, rất giống tính cách của tôi hồi đó. Bây giờ tôi cũng có chút thích cô ấy. Tôi có thể thấy được cô gái này rất quan tâm đến cậu. Còn cậu thì sao? Năm đó tôi trốn khỏi Long Thành, đi đến Dụ Thành, sau đó lại đến Thanh Phong Trại. Có thể nói là trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thật là nó đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là Thanh Phong Trại, bọn họ vì tôi mà hy sinh Thanh Phong Trại. Lão trại chủ cũng qua đời. Trên thế gian này, Khánh Ngân chỉ còn mỗi tôi là người thân thôi. Tôi đã từng hứa với lão trại chủ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời. Được rồi, tôi cũng nhìn ra rồi, cậu cũng thích cô ấy. Vậy thì sau này hãy đối xử tốt với cô ấy. Những người anh em bên cạnh cậu bây giờ có thể sẵn sàng hy sinh vì cậu, không sợ bất cứ điều gì. Làm Phượng Hoàng này thật sự vui mừng cho cậu. Nhưng cậu cũng phải nhớ kỹ điều này. Cho dù tương lai thế nào, thì cậu vẫn luôn là người đàn ông tốt nhất trong lòng Lam Phượng Hoàng này. Nào, dì Lam, tôi kính dì.
Hai người bọn họ đâu? Lại vào trong bàn chuyện với nhau rồi. Sao tôi ngửi thấy có mùi gì chua chua thế nhỉ? Sao vậy? Tâm trạng không thoải mái sao? Không có. Chú Long, tôi cảm thấy mình đã hiểu lầm dì Lam rồi. Dì Lam vì Phi Hổ mà liều mình mạo hiểm như vậy. Còn tôi, không những không giúp được gì mà còn gây thêm rắc rối. Tôi cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng không thể nói như vậy. Tôi hiểu rõ Lam Phượng Hoàng là người như thế nào, không có nhỏ nhen như vậy đâu. Hơn nữa, lần này chúng tôi trở về báo thù vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của trại chủ và các anh em. Chú Long, từ khi tôi quyết định cùng Phi Hổ trở về Long Thành, tôi đã không còn xem mình là trại chủ nữa rồi. Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phi Hổ. Chỉ cần có thể giúp anh ấy báo thù, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nghe cô nói vậy, tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho Phi Hổ. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. Ăn cơm. Đi thôi nào. Phi Hổ, bước tiếp theo cậu định làm thế nào? Dì Lam, dì còn nhớ năm đó tôi bị tước quyền chỉ huy quân đội như thế nào và cha tôi bị bắt cóc như thế nào không? Tất nhiên là nhớ rồi. Bọn chúng đều dùng những thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu. Vì vậy lần này, để phá tan giấc mộng độc chiếm Long Thành của Hồ Tứ Lang, tôi muốn bắt một người. Người cậu muốn nói đến là Phương Thảo sao? Không sai. Năm đó khi cha tôi bị bắt, cô ta cũng có mặt ở đó. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Chỉ khi bắt được cô ta, chúng ta mới có thể biết được. Tôi đã gặp cô ta ở chỗ Lục Chính Minh. Có vẻ như cô ta đang bị giam lỏng. Tên Hồ Tứ Lang này rốt cuộc là người như thế nào? Vì đạt được mục đích của mình mà lợi dụng cả phụ nữ. Hắn và Lục Chính Minh đã thông đồng làm bao nhiêu chuyện xấu? Tôi thật sự rất muốn làm rõ những điều này. Được. Chuyện bên phía Hồ Tứ Lang để cậu lo, còn Phương Thảo thì cứ giao cho tôi. Chúng ta sẽ ra tay từ hai phía, để bọn họ nghi ngờ và cắn xé lẫn nhau. Chúng ta sẽ làm cho Long Thành trở nên hỗn loạn. Tiểu thư muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi gặp Lục Chính Minh. Ngài Lục công vụ bận rộn, không tiện gặp mặt. Muốn nhốt tôi lại đúng không? Tôi muốn hỏi, anh ta định giam tôi đến bao giờ? Tiểu thư hiểu lầm rồi. Ngài Lục nói hiện giờ tình hình bên ngoài đang bất ổn. Vì sự an toàn của tiểu thư, cô không nên ra ngoài. Không cần anh ta lo cho tôi. Cô mau tránh ra đi. Em họ. Em họ, em phải nghe lời. Càng phải biết tự trọng. Đứng trước mặt người hầu, em không thể đánh mất phong thái của một tiểu thư được. Tôi muốn ra ngoài, đi chùa thắp hương. Bên ngoài không an toàn đâu. Tôi đâu phải là con chim anh nuôi, để anh muốn nhốt thì nhốt. Ngày giỗ của mẹ tôi sắp đến rồi, tôi phải đi chùa cúng bái. Anh biết chứ, anh đã sai người đi mua giấy tiền vàng mã rồi. Em có thể cúng bái cho mẹ ở trong sân. Tại sao anh không cho tôi ra ngoài? Tôi là em họ của anh hay là con tin của anh? Trong lòng em chắc hẳn hiểu rất rõ. Nói tóm lại một câu, bên ngoài không an toàn, em không được ra ngoài. Hầu hạ tiểu thư cho tốt, không được có bất kỳ sơ suất nào. Nếu không, tôi sẽ hỏi tội cô. Tiểu thư, cô hãy nghỉ ngơi sớm đi. Tôi vừa nhận được lệnh. Chính phủ đã thực hiện chính sách kiểm soát và đánh thuế nha phiến. Vừa có thể thu thuế từ nha phiến để bổ sung kinh phí cho quân sự, và cũng muốn kiểm soát nha phiến
tránh tình trạng trồng trọt và buôn bán tràn lan ở các tỉnh. Quả thật là một tình huống khó xử. Huyện trưởng Hồ mời tôi đến đây chỉ để phổ biến chính sách của tỉnh phủ thôi sao? Tất nhiên, còn có việc khác cần bàn bạc rồi. Mặc dù chính phủ đã thực hiện chính sách kiểm soát nha phiến, nhưng lệnh cấm nha phiến ở Long Thành tôi vẫn không muốn thu hồi. Nhưng vì lợi ích kinh doanh của anh Lục, tôi hy vọng anh có thể hợp tác với huyện phủ một cách tích cực. Huyện trưởng Hồ, không lẽ huyện phủ định nuốt chọn việc làm ăn của tôi sao? Không cần phải thế. Hiện nay, cả hai tuyến đường vận chuyển đường thủy và đường bộ đều nằm trong tay của huyện phủ tôi rồi. Anh Lục, chỉ cần sau này anh giao việc vận chuyển hàng hóa cho người mà tôi chỉ định là được. Tôi thật sự muốn nghe xem huyện trưởng Hồ sẽ tiến cử người nào cho tôi. Trịnh Quốc Toàn, Trịnh Mặt Dỗ. Hắn là một kẻ liều mạng, tôi không dám dùng, tôi cũng không muốn dùng. Tôi rất cảm ơn thành ý của huyện trưởng Hồ, nhưng mà tôi đã sớm giao việc áp tải hàng hóa cho người khác rồi. Thật sự xin lỗi. Anh Lục, anh suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời tôi. Huyện trưởng Hồ, làm ăn thì phải lấy chữ tín đặt lên hàng đầu, hợp đồng đã ký sao có thể xem nhẹ? Anh nghĩ sao? Vậy nếu việc làm ăn của anh Lục có vấn đề gì ở núi Long Khiếu thì đừng trách tôi không can thiệp vào. Tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, không phiền huyện phủ phải bận tâm. Điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Vậy thì anh Lục hãy tự lo cho mình đi. Vậy tôi xin phép về trước. Tứ gia, ngài nói nhiều với Lục Chính Minh như vậy làm gì? Cho người đóng cửa hiệu buôn của hắn là xong. Đúng là hồ đồ. Nếu thực sự có thể làm như vậy thì quá dễ dàng rồi. Tứ gia, Lục Chính Minh không muốn giao lại việc vận chuyển hàng hóa, tại sao chúng ta phải miễn cưỡng chứ? Cậu có ý gì? Tỉnh phủ nhiều lần mắt nhắm mắt mở với việc này, ngoài mặt thì cấm, nhưng sau lưng lại lén lút trồng nha phiến, còn thu thuế nặng nữa. Đây chẳng phải vừa muốn làm điều xấu, vừa muốn giữ danh tiếng tốt sao? Chúng ta cần gì phải so đo với hắn? Đối với Hổ Tứ Lang, người đang dày dứt về danh dự gia tộc và tìm kiếm sự an ủi trong tâm hồn, chính sách kiểm soát và đánh thuế nha phiến chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của anh. Dường như những sự nhượng bộ trước đây về vấn đề nha phiến cũng đã được giải quyết một cách hợp lý. Các trại ở núi Long Khiếu đều đã nộp vũ khí hết rồi. Bước tiếp theo là phải trừ khử con sâu độc Lục Chính Minh này rồi. Khánh Ngân, cô phụ trách phóng hỏa ở nhà bếp. Tôi và chú Út sẽ tìm cách vào kho vũ khí. Còn các cậu thì đẩy xe đến cửa thông gió phía sau kho vũ khí và tiếp ứng ở đây. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Lý Tín đến rồi. Sao cậu ta đến đây? Hắn thường đến đây đánh vài ván bạc, rồi sau đó lại đến Hoa Túy Lâu chơi nha phiến. Kể từ khi Trương Thiên Phát chiếm đoạt quyền lực thì ngày nào hắn cũng chơi nha phiến cả. Giờ thì trở thành một kẻ vô dụng rồi. Gia Hưng, đi với tôi xem thế nào.
Lục Chính Minh đã quyết tâm rồi, không muốn để chúng ta nhúng tay vào việc vận chuyển của hắn. Đúng vậy, tứ gia. Lục Chính Minh dùng Lam Phượng Hoàng để lôi kéo thế lực và cố ý đối đầu với chúng ta. Hay là thế này đi, tôi sẽ dẫn vài người cho họ một bài học. Không được, chính phủ đã có chính sách mới về vấn đề nha phiến, không thể dùng biện pháp mạnh được. Trịnh lão đại, cậu quản lý cả hai tuyến giao thông đường thủy và đường bộ, có thể thu thêm thuế dưới danh nghĩa của huyện phủ. Tôi hiểu rồi, để bọn họ không thu được lợi nhuận gì, đến lúc đó bọn họ tự khắc sẽ đến cầu xin ngài. Nhưng mà trên có chính sách, dưới có đối sách, chúng ta sẽ áp dụng chính sách hà khắc với cả thành. Rõ. Nếu cần người, cậu có thể tìm Lý Tín của đội bảo an. Từ ra, không cần đâu. Kể từ khi thu hồi súng, tất cả súng ống đều do đội bảo an quản lý. Hiện nay Long Thành đã bình yên hơn rất nhiều. Ngài biết không, ở bên ngoài đang có không ít lời than vãn về ngài. Người dân nói gì về tôi? Nói ngài là thổ hoàng đế. Thổ hoàng đế. Được, cái danh thổ hoàng đế này tôi sẽ tiếp tục làm. Nhật Bản tuy là nước nhỏ, nhưng vì sao lại thịnh vượng? Chính là nhờ sự cai trị sáng suốt của thiên hoàng và tinh thần võ sĩ đạo của họ. Mặc dù thiếu nhân tính, nhưng chế độ chuyên chế rất hiệu quả. Tứ gia, những đạo lý này tôi nghe không hiểu gì cả. Trịnh Mặt Dũng này chỉ biết trung thành với ngài. Tứ gia chỉ đâu, tôi sẽ đánh đó. Được lắm, cậu có lòng như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ vào từ đâu? Đi theo tôi. Đi thôi. Có nhìn thấy không? Kho củi đó chính là nơi phòng thủ yếu nhất trong toàn bộ doanh trại. Lát nữa tôi và chú Út sẽ đến kho vũ khí. Cô nhớ tranh thủ thời cơ phóng hỏa. Hiểu rồi chứ? Đi thôi. Cháy rồi, mau đến dập lửa đi. Không có lệnh của đại đội phó Lý thì không ai được phép di chuyển. Nhanh, nhanh lên. Chú Út, hắn không đi thì phải làm sao? Chẳng phải cháu muốn vào kho vũ khí sao? Chú có cách. Đi. Đi thôi. Nhanh, mau, mau dập lửa đi. Nhanh lên nào. Nhanh đi. Có chuyện gì vậy? Người đâu mau đến đây, dập lửa đi. Mau dập lửa đi. Người đâu hết rồi? Mau dập lửa đi. Nhanh lên, dập lửa đi. Chúng ta hành động chứ, đừng vội, chờ thêm chút nữa đi. Xe nước đến rồi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh lên đi.
Nhanh, lấy nước đi. Mau lấy thùng đi. Lấy nước đi. Nhanh đi. Nhanh lên. Mau dập lửa đi. Mở cửa sau ra, để họ lấy nước. Vâng. Nhanh, nhanh tay lên. Mau dập lửa đi. Phi hổ, nhìn đi. Bây giờ chỉ còn chờ tin của đại ngưu nữa thôi. Mau mở cái đó ra đi. Được. Nhanh lên, mấy người các cậu qua đây. Nhanh tay lên. Dập lửa đi. Nhanh, dập lửa mau lên. Mấy người các cậu qua đây nhanh lên. Lúc này, Lý Tín đã có linh cảm rằng Long Phi Hổ đã trở về. Đến rồi. Đến rồi sao? Đến rồi. Nhanh lên. Mọi thứ đều bình thường chứ? Mọi thứ bình thường. Đưa đèn pin cho tôi. Vâng, đại đội trưởng. Có cần tôi đi cùng không? Tôi vào một mình là được rồi. Đại đội phó Lý, bên trong có chuyện gì không? Không sao, mọi thứ đều bình thường. Đóng cửa lại đi. Vâng.
Đại đội phó. Không hay rồi. Đại đội phó, xảy ra chuyện rồi. Sáng sớm đã la hét cái gì vậy? Cậu nói đi, báo cáo đại đội trưởng. Doanh trại ở Long Thành bị cháy rồi. Cháy rồi? Chuyện xảy ra khi nào? Chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Sao giờ mới báo cho tôi? Chúng tôi vẫn đang liên tục dập lửa. Quay về nói với Lý Tín, tôi sẽ về đó ngay. Biến đi. Vâng. Tên vô dụng Lý Tín này, ngay cả doanh trại cũng không canh giữ nổi. Đội bảo an sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay hắn. Đại đội phó, còn một việc quan trọng muốn báo cáo với ngài. Nói đi. Đã tìm thấy trung đội trưởng Mã rồi. Cậu ta đi đâu rồi? Đã bị bắn mất mạng trong một con hẻm ở trong thành. Được lắm, nhắm vào tôi đây mà. Tập hợp toàn quân, rút về Long Thành. Rõ. Các anh em, mọi người đều là anh em đã theo Lý Tín này nhiều năm. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây vì không muốn mọi người mất mạng. Đêm qua các cậu canh gác kho vũ khí đúng không? Đúng vậy. Đêm qua bị cháy, ngài còn đi kiểm tra mà. Đúng, tôi đã đi kiểm tra. Nhưng lúc đó tôi không nói. Thứ nhất là vì phải dập lửa. Thứ hai, nếu tôi nói ra thì mấy người các cậu đã không còn sống trên đời này rồi. Đại đội phó Lý, ngài đừng hù dọa anh em chúng tôi chứ. Anh em đã theo ngài nhiều năm như vậy, vẫn luôn trung thành với ngài. Bởi vì ngài bị giáng chức, anh em chúng tôi cũng bị kẻ khác ức hiếp. Đại đội phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Kho vũ khí bị mất trộm rồi, cậu có biết không? Không thể nào, chúng tôi luôn canh gác ở kho vũ khí mà, thậm chí còn không để một con ruồi lọt vào. Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng nếu các cậu không tin, thì bây giờ cứ đến kho vũ khí mà xem thử. Bên trong kho có vài thùng bị thiếu súng và đạn, và có cả những thùng hoàn toàn trống rỗng. Vậy phải làm sao đây? Chắc chắn là có kẻ hãm hại chúng ta. Có phải có kẻ hãm hại hay không? Bây giờ rất khó nói. Tôi nghi ngờ Trương Thiên Phát đang giở trò. Tên rác rưởi đó. Đại đội phó Lý, nể tình nghĩa anh em bao nhiêu năm qua, ngài phải nghĩ cách giúp anh em chúng tôi đấy. Đúng đó. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì thế? Che mắt thiên hạ. Bây giờ các cậu đi lấy một ít đá về đây, đặt ở dưới đáy hộp, rồi sau đó đặt súng lên. Nếu Trương Thiên Phát đến kiểm tra kho vũ khí thì sao? Chúng ta phải đồng lòng và tùy cơ ứng biến. Nhớ kỹ, bây giờ mạng sống của chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Đi làm ngay đi. Vâng. Thiết bị đo đạc quân sự đã đến biên giới Myanmar. Xin nhanh chóng đến nhận. Đúng là súng tốt mà. Có những thứ này rồi. Còn sợ Hồ Tứ Lang không quỳ xuống cầu xin sao? Được đấy, Phi Hổ. Chỉ với vài người các cậu mà có thể mang được súng về đây. Giống như đang ở hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, rồi trộm đào tiên về vậy. Hồ Tứ Lang mà biết chắc chắn tức đến thổ huyết. Lần này làm tốt lắm. Bây giờ doanh trại chắc chắn rối ren lắm. Bọn họ sẽ nháo nhào cho xem. Lần này chúng ta phải cảm ơn một người. Ai thế? Đó chính là thuộc hạ cũ của tôi, Lý Tín. Là hắn sao? Một kẻ nghiện nha phiến không thể cứu vãn. Cậu cảm ơn hắn làm gì chứ? Nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì chúng ta không thể đưa súng ra khỏi đội bảo an. Cho nên tôi muốn cứu cậu ấy. Cậu định cứu hắn bằng cách nào? Giúp cậu ấy cai thuốc, để cậu ấy quay trở lại bên cạnh tôi. Phi Hổ, cậu thật sự là người có tình có nghĩa. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta sẽ để hắn làm nội gián. Vậy thì chúng ta sẽ nắm chắc việc thu hồi binh quyền Long Thành. Trại chủ, trại chủ, Lục Chính Minh, cử người mời trại chủ đến Lục gia một chuyến. Được thôi. Tôi cũng đang định đến chỗ Lục Chính Minh để gặp Phương Thảo đây. Anh Lục, làm trại chủ, sáng mai tôi có một lô hàng muốn gửi đi.
Gấp như vậy sao? Không cần phải hỏi nhiều. Sáng mai có thể xuất phát được không? Vận chuyển đến Quý Châu sao? Không, là đến biên giới Miến Điện. Đến biên giới sẽ tự có người đến nhận hàng. Có bao nhiêu hàng, tôi cần dẫn theo bao nhiêu anh em? 2 xe, 10 mấy người là đủ rồi. Được, sáng mai tôi sẽ khởi hành ngay. Làm phiền cô rồi. Tạm biệt. Phương Thảo tiểu thư. Phương Thảo tiểu thư đúng là có nhã hứng. Làm trại chủ, sao lại chạy đến đây? Tôi tìm anh Lục có chút việc. Sao so với tiểu thư như cô được? Ngày nào cũng ru rú trong nhà. Làm Phượng Hoàng tôi không thể sống như vậy được. Làm một trại chủ lang bạt giang hồ thì có thể tự tại được bao nhiêu? Và có bao nhiêu điều không thể làm được? Có lẽ vậy, nhưng ít nhất tôi có thể đi đây đi đó. Đi đây đi đó. Bây giờ tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống như vậy. Không giấu gì cô. Bây giờ tôi giống như chim trong lồng vậy. Muốn vươn cánh bay cao, nhưng lại bị giam trong lồng. Dù bộ lông có đẹp đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đều là phụ nữ. Tôi hiểu tâm tư của cô. Sống như thế này chắc chắn không dễ chịu gì. Làm trại chủ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không? Phương Thảo tiểu thư, tôi còn có việc phải làm. Để sau này rồi nói, tạm biệt. Đại đội phó Lý, ngài trốn một mình ở đây để tận hưởng sự yên tĩnh sao? Nếu như đã đến Hoa Túy lâu của chúng tôi rồi thì nên vui vẻ một chút chứ. Con hát đã đến rồi. Ra ngoài đi, tôi không muốn nghe hát. Tôi đã bảo ra ngoài mà. Lý Tín, đại đội trưởng, anh quay về để làm gì chứ? Bây giờ đội bảo an không còn là của anh nữa rồi, mà là lãnh địa của Hồ Tứ Lang và Trương Thiên Phát. Đại đội trưởng, chúng ta không thể chống lại họ. Mau đi đi. Lần này tôi trở về thì không có ý định rời đi. Cậu cũng biết tôi về đây để làm gì mà. Đại đội trưởng, Tại tôi quá hèn nhát. Là tôi đã hại anh, hại nhà họ Long và hại cả đội bảo an. Tôi là một tội nhân, tôi có tội. Đại đội trưởng, anh đi đi. Đừng ở đây nữa. Đại đội trưởng, anh đi đi. Tôi quá nhút nhát, tôi là đồ vô dụng. Đại đội trưởng, anh đi đi. Đi đi mà. Nếu cậu vẫn là lính của Long Phi Hổ này, vẫn là một người đàn ông, thì mau đứng dậy cho tôi. Đứng dậy. Tôi không thể đứng dậy. Tôi thật sự không thể đứng dậy. Đại đội trưởng,
Hay anh đánh tôi đi. Anh đánh tôi rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không làm được gì cả. Đại đội trưởng, tôi là một kẻ vô dụng. Anh đi đi. Đứng dậy đi. Cậu nhìn vào mắt tôi đi. Lý Tín, cậu nghe cho rõ đây. Tối hôm qua ở kho vũ khí, tôi đã công nhận cậu chính là người anh em của tôi, là anh em của Long Phi Hổ này. Điều mà tôi muốn thấy chính là một Lý Tín kề vai sát cánh chiến đấu và vào sinh ra tử cùng với tôi. Đứng lại. Bên trái quay. Dương phó quan, có chỉ có chỗ này bị cháy thôi sao? Đúng vậy. Lý Tín đâu? Không biết. Không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà dám bỏ doanh trại đi ra ngoài. Dương phó quan, đi cùng tôi đến xem kho vũ khí. Bên phải quay. Mở kho vũ khí ra. Tối qua doanh trại bị cháy, đại đội phó Trương muốn kiểm tra kho vũ khí. Báo cáo đại đội phó Trương, tối qua kho vũ khí không hư hại gì. Đại đội phó Lý nói rồi, không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không ai được phép vào trong. Cái gì mà mệnh lệnh của đại đội phó Lý? Mau mở kho vũ khí ra cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cậu biết tay. Đại đội phó Trương, sáng sớm mà đã tức giận như vậy làm gì? Cái cậu này. Vâng, phải nói chuyện tử tế với đại đội phó Trương. Đại đội phó Lý, tối qua sao lại có cháy? Vụ cháy này hơi kỳ lạ đấy. Đại đội phó Trương, chẳng phải tôi đang điều tra nguyên nhân đó sao? Mới sáng sớm cậu đã dẫn nhiều anh em đến đây như thế, chẳng khác nào đến đây hỏi tội tôi. Tôi nào dám. Nhưng nếu anh ăn mặc thế này đi điều tra, thì tôi thật sự muốn hỏi anh, doanh trại này canh giữ kiểu gì vậy? Doanh trại canh giữ thế nào? Thì phải hỏi đại đội phó Trương rồi. Cậu điều động phần lớn binh sĩ ra ngoài thành, tổ chức đào tạo chiến đấu dã ngoại vớ vẩn gì đó, để tôi một mình xử lý đám cháy này. Chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không tranh cãi với anh nữa. Thế này đi, mở kho vũ khí ra, để tôi kiểm tra thử xem rốt cuộc thiệt hại bao nhiêu. Đại đội phó Trương, dù tôi đang mặc thường phục nhưng tôi cũng là đại đội phó, hai chúng ta cũng ngang hàng nhau đấy. Hơn nữa, kho vũ khí này không phải luôn được đại đội phó tôi canh giữ hay sao? Đại đội phó Lý, nói như vậy là anh không để tôi điều tra rồi. Vậy thì tôi càng muốn điều tra. Chờ đã, không phải là tôi không cho cậu điều tra. Huyện trưởng Hồ có lệnh, kho vũ khí là địa điểm quân sự quan trọng, người không liên quan thì không được vào. Nếu cậu muốn vào, được thôi, vậy thì phải có lệnh của đại đội trưởng Hồ. Tôi nói cho anh biết, đừng lấy Hồ Tứ Lang ra dọa tôi. Tôi có phải người ngoài đâu. Tôi nhất định phải điều tra. Khoan đã, cậu muốn kiểm tra chứ gì? Tôi chấp nhận. Kiểm tra đi. Chìa khóa. Xem đi. Xem cho kỹ. Xem cho kỹ vào. Xem cho kỹ đi. Trương Thiên Phát, anh em bao nhiêu năm rồi mà cậu không tin tôi? Lý Tín, anh cũng khá lắm. Một kẻ nghiện nha phiến mà vẫn có thể tận tâm tận lực như vậy. Tôi nói cho anh biết, đừng có nhắc Hồ Tứ Lang với tôi. Nếu lô vũ khí này bị mất thì tôi sẽ hỏi tội anh.
Cậu thật sự muốn vận chuyển súng ra khỏi thành vào lúc này sao? Đúng vậy. Ở đây không an toàn chút nào. Tài vách mạch rừng, mục tiêu lại lớn nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, dì khó mà tự bảo vệ mình. Tôi không muốn dì phải mạo hiểm. Nhưng bây giờ cậu ra khỏi thành thì nguy hiểm lắm. Nếu đội Hồ Tứ Lang phát hiện mất súng thì cả thành sẽ bị phong tỏa, lục soát từng nhà. Đến lúc đó chúng ta sẽ lâm vào thế bị động. Vậy cậu đã nghĩ ra cách vận chuyển súng ra ngoài chưa? Bây giờ Trương Thiên Phát đã vào thành rồi. Lần này thật sự phải trông cậy vào Lý Tín rồi. Đứng lại. Đi đi. Đứng lại. Để tôi kiểm tra. Đi đi. Đứng lại. Mau đi đi. Phi Hổ, có tuần tra đêm, phải làm sao đây? Qua đây. Mọi người chú ý, tùy cơ ứng biến. Đi đi. Đứng lại. Làm gì đấy? Cai tổng, chúng tôi là những người chữa cháy hôm qua, chữa cháy cũng phải kiểm tra. Đây là người giúp đỡ chữa cháy hôm qua, kiểm tra cái gì chứ? Qua bên kia xem đi. Vâng. Người anh em vất vả rồi. Đi đi. Cảm ơn. Người anh em, cậu có biết sòng bạc của Lam Phượng Hoàng ở đâu không? Chậm thôi. Lam trại chủ, chuyến hàng này cả đi lẫn về chỉ mất 3 đến 5 ngày. Trại chủ trên đường nhất định phải cẩn thận. Tôi sẽ ở đây chờ tin tốt của cô. Anh Lục làm ăn quả nhiên rất khác biệt. Giao cho tôi hộ tống hàng bí mật, không cần kiểm hàng, giao cho ai tôi cũng không biết. Lam trại chủ, cô chỉ cần đến biên giới Vân Nam, Miến Điện, tìm đến quán trà Thanh Vân, sẽ có người chủ động tìm cô nhận hàng. Được. Lam trại chủ, tôi còn có một việc muốn nhờ cô. Khi cô trở về, phiền trại chủ mang theo đặc sản mà bạn tôi gửi cho tôi về cùng luôn. Được, không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà. Các anh em, nhanh lên nào, chúng ta còn phải lên đường, gấp lắm rồi. Được thôi, mọi người nhanh lên nào. Lam trại chủ, Phương Thảo tiểu thư, nghe nói Lam trại chủ sắp đi biên giới Vân Nam, Miến Điện, có thể giúp tôi mang theo một thứ không? Thứ gì, cô nói đi. Chiếc vòng này, vốn có 2 chiếc, nhưng chiếc vòng còn lại đã bị vỡ rồi. Tôi vẫn luôn muốn tìm một chiếc khác. Không biết cô có thể mang theo nó giúp tôi tìm không? Được thôi, không thành vấn đề. Mặc dù ở bên Vân Nam, Miến Điện có nhiều loại hàng này, nhưng để tìm được một chiếc phù hợp với cái này thì phải xem duyên phận thôi. Làm phiền Lam trại chủ rồi. Được. Tôi xin phép cáo từ. Hoa lão tiền bối, cháu nói được làm được. Cháu đã mang toàn bộ súng về đây cho chú rồi. Cháu quả nhiên lợi hại. Có thể lấy được súng mà không bị đội bảo an phát hiện. Chú Cường vô cùng khâm phục. Anh Cường, kho vũ khí của đội bảo an sắp bị chúng ta chuyển đi gần hết rồi. Thế mà Hồ Tứ Lang vẫn chưa hay biết gì. Hoa lão tiền bối, số súng này phải cất giữ cẩn thận. Cháu tin rằng một ngày nào đó sẽ dùng đến chúng. Được. Đúng rồi, gần đây mọi người đã vất vả rồi. Mọi người cứ ở lại hoa trại nghỉ ngơi vài ngày. Lát nữa chú Cường sẽ hầm thịt cho mọi người ăn. Mời vào đại sảnh. Mời. Mau vào trong đi. Phi Hổ. Dì Lam, không phải dì đi giúp Lục Chính Minh vận chuyển hàng sao? Đúng vậy, tôi tức tốc trở về đây là có một thứ quan trọng muốn cho mọi người xem. Của ai thế? Cái này là của Phương Thảo đưa cho tôi. Cô ấy muốn tôi tìm giúp một chiếc vòng ngọc tương tự như cái này. Tôi và cô ấy không thân thiết lắm. Cô ấy đột nhiên nhờ tôi giúp đỡ. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề.
Chiếc vòng này không có gì khác thường, chỉ là một chiếc vòng ngọc bình thường thôi. Chắc Phương Thảo muốn gì giao nó cho Hồ Tứ Lang. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng làm vậy có ích gì chứ? Nếu là nhìn vật nhớ người thì cần gì trả lại. Cô ấy không cần phải mạo hiểm như vậy.